trơn láng. Mẹ mình đi từng chiếc xe đạp cũng không có. Mẹ mình chưa già mà lại nhăn, mà lại đen, mà lại còi cóc như thế. Cậu nhìn thấy người ta, tại sao từng tấm nhà sơn màu này màu nọ, nhưng mà nhà mình lại là một túp liều nho nhỏ, không có sơn cái gì cả. Cậu cũng cảm thấy rằng trong đó nó có một cái điều gì mơ hồ trong một cái người mà không hoàn thiện về bộ não. Nhưng cậu vẫn thấy rằng cậu rất thương mẹ, mà cậu không hiểu là cậu phải làm gì để giúp cho tình thương của mẹ như thế nào. Cậu hiển nghĩ rằng cậu là một người tật nguyền. Cậu cũng chưa biết được rằng tâm trí của cậu không bình thường, nhưng mà cậu chỉ biết rằng cậu là người như thế và mẹ là người như thế, và cậu thấy rằng rất yêu thương mẹ trong những từng ngày của cuộc sống chung. Rồi một ngày đó, khi bà kiệt lực trên cuộc sống, lo cho các con bằng cuộc sống quá nghèo, và con là một người tật nguyền như vậy, và không biết rằng con mình lớn lên nó sẽ làm cái gì. Vì con người ta sinh ra lớn lên á, nó còn hoàn thiện về đôi chân, đôi tay và bộ não. Nó còn có thể đi làm thuê, làm mướn, và nó có thể học hành để thay đổi được. Còn con mình như vậy biết làm sao đây? Nhưng mà không còn cách nữa các vị. Rồi cũng một ngày nào đó bà bệnh và nằm xuống, thì ai lo cho gia đình? Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu thấy mẹ bệnh, và cậu bắt đầu cậu nghĩ là mẹ bệnh rồi, mình phải mua cháo về cho mẹ. Đó là ý niệm đầu đời của một người cậu tật nguyền, khi lúc đó là cậu khoảng 15, 17 tuổi gì đó. Và khi như vậy cậu mới bắt đầu cậu chạy đến hàng xóm. Cậu chạy bằng cái chân khập khiễng của cậu, và cậu bưng về cho mẹ một tô cháo bằng cái đôi tay khập khiễng. Là người ta không biết rằng cậu có bưng được cái tô cháo này về đến nhà mà còn nguyên tô không nữa, hay là bưng về tới nhà còn phần ba nữa. Bởi vì nó cứ lắc, cậu đi cứ lắc mà tay nó không hoàn thiện cho nó lắc như thế. Nhưng mà cuối cùng người ta thấy được rằng cậu vẫn quyết tâm và cố gắng để bưng được một tô cháo nguyên vẹn về cho mẹ. Và đó là một cái dấu ấn của một bà hàng xóm bán hủ tiếu. Đây là tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện ngắn trong cái là hủ tiếu và cuộc đời. Và từ đó bà thấy rằng cậu này nghèo mà có tấm lòng, có hiếu thảo. Cho nên bà mới nghĩ rằng bà cần một người bưng hủ tiếu. Và từ đó bà mới liên hệ với cậu này và nhờ cậu này bưng hủ tiếu cho bà, cho chạy các cái bàn khách. Các vị biết bà này làm không phải là không có người thuê, nhưng mà xuất phát từ một con người có tấm lòng. Và bà biết rằng dầu anh như vậy vẫn cố gắng bưng được tô cháo về cho mẹ nguyên vẹn, và biết mẹ mình cần gì. Và từ đó cậu thưa với mẹ rằng cậu đi làm để kiếm tiền, và bằng đôi chân khập khiễng, đôi tay khập khiễng, cậu cố gắng bưng được hoàn thiện từng tô hủ tiếu. Các vị biết khách mà đợi ăn tô hủ tiếu mà thấy cậu bưng ra là hồi hộp, không biết là đến mình có được tô hủ tiếu nguyên vẹn không. Nhưng mà rồi cậu á phải nhiệt tình trong cái công việc, cuối cùng cũng bưng được hủ tiếu, làm kích thích cái tính tò mò của những người khách và cái lòng thương của mọi người. Vì vậy nên quán hủ tiếu này bán càng ngày càng đắt, khi người ta về để người ta ăn được tô hủ tiếu từng tay của cậu này bưng. Trong cái lúc chờ đợi một miếng ăn như vậy, chờ đợi trong cái sự quan sát của một người tật nguyền như vậy, người ta cảm thấy người ta trân trọng một con người làm sao đâu. Và từ đó mỗi ngày mỗi tháng cậu đem về cho mẹ bằng những đồng tiền mà cậu đã bưng từng tô hủ tiếu như vậy. Và một ngày có một cậu bé hỏi rằng cậu không nghĩ rằng mai này mình làm cái gì nữa sao? Và cậu trả lời rằng hủ tiếu là cuộc đời của tôi. Bởi vì thật ra ngoài đó theo tôi thiết nghĩ cậu không thể làm được cái gì. Nhưng mà cậu làm được những điều đó để chứng tỏ rằng cậu vẫn là con người quyết tâm để vượt qua tất cả những thử thách của bản thân mình, của sự tật nguyền, của sự thiếu về hiểu biết, để hoàn thiện, để xây dựng, để đóng góp. Và trong đó cậu đóng góp cho mẹ mình được một cái gì đó. Đó là cái vấn đề cậu muốn xây dựng. Cái cuộc sống của cậu tật nguyền nhưng vẫn có ích. Và cậu sống như vậy, lần đầu tiên cậu đem tiền về cho mẹ, mẹ sung sướng rơi nước mắt. Sung sướng rơi nước mắt ở đây không có nghĩa là bà mẹ muốn xài tiền của con, mà sung sướng rơi nước mắt ở chỗ là tự thân con mình cũng làm được một cái điều gì đó. Nếu mai này mình chết đi, tức là mình vô thường, mình bệnh tật, mình chết đi, thì con mình cũng còn có chỗ để dung thân. Và bản thân này bằng đôi tay nó nuôi được bản thân nó. Người mẹ lóe lên một hy vọng vì thương con, vì nghĩ đến tương lai của con. Bà còn sống có thể bà bảo vệ nó được, nhưng mà bà nghĩ bà chết rồi, ai bảo vệ một người tật nguyền để trở thành gánh nặng của người khác đây? Đó là điều lo lắng. Nhưng hôm nay đồng tiền đem được về, bà sung sướng đến độ vì nghĩ đến một ngày nếu bà chết đi, con bà vẫn còn có chỗ để sống.
con có cái cách để sống. Đó là cái tâm niệm từ người mẹ. Cho nên có một bài thơ mà ngắn ngắn là: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống an hòa với những người chung sống, sống là động giữa cõi lòng bất động, và vân vân trong một cái bài đó. Nhưng mà tôi muốn nói, ở cái mức độ người ta tìm một cái cuộc sống trong một cái tập thể, trong một cái giữa nhiều người, nhưng mà người ta biết sống để hiểu mình, hiểu người và chia sẻ trong một cuộc sống cộng đồng như vậy, để lấy được một cái lợi ích nào cho cuộc đời. Và xin thưa với các vị, chúng ta là một con người. Nếu một người có ý thức, một người có lý tưởng sống, một người sống có trách nhiệm như một người chồng, như một người vợ, một người mẹ, một người cha và một người con, thì chúng ta không bao giờ chịu trùng bước trước bất cứ một thử thách gian nguy nào trong cuộc đời. Và trên cuộc đời này không có bao giờ ai là của bỏ cả các vị. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi nêu ra có những người tật nguyền như vậy, nhưng mà họ vẫn lo cho bản thân họ được, họ vẫn xây dựng được, họ ít nhất họ không có làm khổ những người thân của mình. Như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một cái khả năng đóng góp vào trong cuộc đời cho một gia đình, ít nhất là cho một gia đình của chúng ta. Không ai là của bỏ cả. Vì vậy chúng ta hãy tự tin rằng ở độ tuổi nào, dù là vị thành niên, trung niên hay là cái gì đó, tất cả chúng ta nếu có hiểu biết, có ý chí, chúng ta sẽ làm được một cái điều gì đó trong cuộc đời này. Và thậm chí hơn nữa, đừng đổ thừa là tôi bệnh, tôi yếu, hay là tôi đau, hay là tôi tật nguyền, vân vân. Thật ra có những người đau yếu tật nguyền nhưng mà vẫn có những cái việc đóng góp tốt. Tôi nhớ các vị nào biết Hòa Thượng Trí Quảng không? Ở đây các vị nào biết Hòa Thượng Trí Quảng, trưởng ban Hoằng pháp của chúng ta không?